Chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về một mặt hàng đặc biệt, đó là mẫu ổ khóa xích Glock của hãng Yamashiro Nhật Bản. Đó, đợt này mình về số lượng cũng cỡ 100 bộ. Trong này nó về được hai mẫu, đó là cái mẫu 1,8m và cái mẫu 2,2m hãng Glock. Thương hiệu Glock hãng Yamashiro, sản xuất nhà máy đặt sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật. Hàng này là hàng Nhật 100% nha anh em. Đó, công ty Nhật họ làm nhưng nhà máy họ đặt tại Trung Quốc. Đó, chất lượng thì chuẩn Nhật 100%. Thì cái mẫu dây khóa xích của hãng Yamashiro này nó tích hợp rất là nhiều tính năng an toàn chống trộm cho anh em. Đầu tiên đó là nó, cái dòng lõi thép xích của nó là 12 ly. Dòng thép cứng chịu nhiệt. Đó, trong này nó có chức năng là chống phá trộm bằng nhiệt này, có nghĩa là cái thép loại đây nó chịu nhiệt được, cho nó có sử dụng mấy hàng nó cắt thì cũng rất là khó, rất là lâu nó mới đứt được. Và thứ hai là chức năng chống đập, có nghĩa là cái ổ khóa này nó thiết kế dạng ổ trục bi, khi nó gài lại thì nó sẽ, nếu kéo lại trong này thì nó có đập thì nó cũng không bị tuột cái ổ khóa ra. Thứ ba là cái ổ khóa này nó có ba chìa khóa dự phòng và là chìa khóa chống trộm. Có nghĩa cái dòng ổ khóa này, chìa khóa này là nó là dòng phay rãnh trong. Đó, một công nghệ mà hiện nay Việt Nam mình nó cũng chưa làm được những cái chìa khóa như thế này. Vì chỉ có được Việt Nam mình nó chỉ làm được những cái chìa khóa phay ngòi thôi. Cho dù nó có đo được cái ổ khóa này thì nó cũng không có làm được cái chìa này đâu. Rất khó để làm cái chìa khóa rãnh trong này. Đó. Thì cái hàng này thì là hàng chuẩn Nhật Bản 100% theo công Nhật nó về. Nó chỉ bị dính bụi bặm trong quá trình vận chuyển thôi, chưa hề sử dụng. Thì mình cũng xin báo giá với anh em luôn, là mình bán cái dây khóa xích loại 1,8m là với giá là 700.000 chi phí vận chuyển. Bên Nhật họ bán cái sợi dây 1,8m này nè là giá 8.200 yên đó anh em, là thành ra là 1.800.000 của mình. Còn dây mà 2,2m thì mình bán với giá là 800.000 chi phí vận chuyển. Còn bên Nhật họ bán là với giá là một gần hơn 2 triệu, cỡ 2,1 triệu á, có sợi dây 2,2m này. Thì mình bán giá chỉ có chưa được một nửa so với Nhật họ bán, nhưng mà hàng là chưa hề sử dụng luôn, cho nên là anh em được cái giá rất là dễ chịu và bình dân. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra và mới thanh toán. À, hàng chất lượng bao xài bao sử dụng, anh em về khó nhà kho xe máy ô tô rồi mấy công cụ công trình thì tuyệt vời. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn anh em.